Chương một, Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm đó nước chia bốn phương, phương Đông Thương Quốc, phương Tây Bạch Quốc, phương Nam Chu Quốc, phương Bắc Huyền Quốc. Phương Nam Chu Quốc đất đai màu mỡ, dân giàu nước mạnh, bên trong có diễm đế xích diễm nắm giữ triều chính, bên ngoài có thái đệ chu chích xây dựng lãnh thổ, quốc lực thịnh, độc nhất vô nhị. Nam trải qua 137 năm, Chu thương hai nước trải qua chiến dịch thủy vô nhai, thương đại bại, Chu quân bước thẳng dưới thành, thương vương đầu hàng cầu hòa. Chu quốc điển sử quan lưu lệ nhìn mấy câu mới thêm lên lụa trắng, ngay ra hồi lâu, thở dài một hơi, buông bút xuống. Thế nào, mệt sao? Bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng chạm vào gò má của nàng, thanh âm trầm thấp tao nhã truyền tới, chất giọng hơi khàn vĩnh viễn như mang theo một tia dụ hoặc, nếu mệt liền đi ngủ đi. Ngày mai hòa đàm xong, ngươi liền phải theo trọng anh cùng nhau hồi kinh. Lưu lệ quay đầu lại, nhìn đối phương, khuôn mặt dịu dàng tuyệt đẹp cười thản nhiên, lại nhíu mày, hỏi. Điện hạ, ngươi không định quay về sao? Ngoại trừ lần kia bệ hạ đại hôn tuyên ngươi về đồ, ngươi đã có một năm linh bảy tháng chưa từng trở về. a, à, thời gian dài vậy sao? Chu chíp chậm rãi thông thả đến bên bàn, thả xuống chén rượu thủy tinh đã rỗng trong tay, cười khẽ, trong phòng đặt minh châu tỏa ánh sáng dịu, là bảo vật lần trước đánh đuổi huyền quốc diễm đế ban thưởng ở trên chiến trường không thể dùng nhưng ở trong phòng ngủ này ngược lại là công cụ chiếu sáng tuyệt hảo lúc này châu quan chụp xuống nửa lồng ngực trắng chắc xích lõa của chu chích băng trắng cuốn phía trên là kết quả chiến đấu ở thủy vô nhai lưu lại chu chích đi tới bên giường hơi nằm xuống đôi tay gối dưới đầu cười nói ngươi quên ta lần trước vì sao bị đuổi đến trên chiến trường ư trong đầu của hắn nhàn nhạt lướt qua bóng dáng khi nãy vừa mới xuất hiện trên chiến trường nhắm mắt lại mỉm cười không chút thay đổi mà trầm tĩnh trong đôi mắt kia lại lặng lẽ biến mất đương nhiên sẽ không quên lần trước diễm đế đại hôn thái đệ chu chích vừa mới đánh lui binh mã huyền quốc vội vã chạy tới đế đô dự lễ kết quả trong hôn lễ phát hiện trong canh sâm của tân hoàng hậu có độc mũi nhọn liền đồng loạt chỉ vào chu chích thân là thái đệ tuy rằng về sau điều tra rõ là do quý phi chức nhật gây nên nhưng mà lợi đồn chu chích muốn đoạt vị cũng khó mà dẹp loạn vừa vặn lúc này cùng thương quốc xảy ra xung đột liên quan đến biên cảnh chu chíp nhận lệnh dẹp loạn mới có thể thoát trận thị phi kia về sau mọi người đều hiểu rõ trong lòng chỉ có diễm đế có hậu duệ bỏ vị trí thái đệ của hắn hắn mới có thể thuận lợi trở về bằng không lưu lệ than thở bệ hạ tại sao phải lập ngươi làm trữ điều này chỉ khiến ngươi trở thành mục tiêu công kích a hơn nữa ngươi rõ ràng là huynh trưởng của bệ hạ thái đệ thái đệ rốt cuộc là muốn chứng minh chút gì. Chu Chích không nói, cũng đã nhắm mắt lại. Trong lòng lưu lệ rõ ràng biết đáp án này, nàng nhìn chăm chú lông mi đỏ dài yên ổn che trên mí mắt hắn, ngay ra một hồi, khẽ thở dài, đổi chủ đề. Ngày mai hòa đàm, ngươi muốn cầu chút gì? Chu Chích mở mắt, mỉm cười, ngón tay thon dài mạnh mẽ bắt lấy cổ tay lưu lệ, đem nàng kéo ngã xuống giường, thấp giọng nói. Chuyện của ngày mai, ngày mai nói tiếp đi lời lẽ biến mất ở giữa đôi môi giao nhau của hai người, tóc dài màu đen của lưu lệ tản ra, ở trên giường lan ra một mảnh phong cảnh kiều diễm. Cùng lúc đó, chỉ có cách nhau một bức tường thành, bên trong thương đô thanh lam thành lại có bầu không khí hoàn toàn khác biệt, khí tức bất an như sương khói trong lưu hương tràn ngập quanh cung. Bọn cung nữ thì vệ tụ chung một chỗ xì xào bàn tán, mờ mịt nhìn bầu trời nhỏ hẹp giữa cung điện, chỉ khi nhìn thấy thương lan sải bước đến, mới vội vàng ngồi thẳng dậy, lại hành lễ thật sâu, thường ngày nếu nhìn thấy cảnh tượng này, Thương Lan nhất định phải khiển trách vài câu, nhưng hắn của hiện tại, lại không chút lòng già dạ kia, chỉ là câu mày, sải bước đến trước tẩm cung phụ vương, vừa muốn vương tay đẩy cửa, nhưng lại ngừng lại. Trong tưởng tượng của hắn, vì phụ vương nhút nhát kia hiện tại nhất định là có thành cùng trong chăn gấm rung lẫy bẫy đi. Như vậy hắn vừa vặn có thể thừa dịp hắn kinh hồn bạc vía đoạt lấy binh quyền một mực bị cố chấp nắm vững như vậy nước nhà này còn có một phần cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ, hắn không biết hẳn là vui mừng hay thất vọng, trong khe cửa chưa từng khép lại nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng, tuy rằng mang theo âm rung, nhưng ít ra tỉnh táo, thương lan chê cười nhếch khóe môi, ngược lại thông thả đẩy cửa đi vào, muốn nghe hắn nói những gì. Chỉ nghe thấy người bị hắn xưng là phụ vương kia, thương quốc đương nhiệm quốc vương thương tuyền rung giọng nói. Bọn họ không vào thành. Vậy rất tốt a à, tốt nhất, vĩnh viễn cũng không cần vào người đối diện kia rõ ràng cũng không nhịn được bắt đầu sinh ra ý khinh miệt nhưng vẫn duy trì cung kính cơ bản thoáng nâng giọng nói bệ hạ ngài muốn cầu hòa không phải sao cầu hòa mặc dù biết sau khi thành phá đây là con đường duy nhất có thể đi nhưng thương làng vẫn không ngừng có chút buồn bã mà bên trong thương tuyền càng là dáng vẻ hùng hồn ta còn có đường khác có thể chọn sao sự thật sắp sửa trở thành tù nhân thoáng chèn ép sự tự đại thân là vua một nước của hắn hắn cũng không dùng xưng hô thường dùng trẫm đến xưng hô mình người đối diện kia nghe thanh âm hẳn là á tướng thương quốc cửu phụ của thương lan bạc thanh âm lại cao một chút dẻo cợt nói bệ hạ ngươi sẽ không cho là có thể dùng sứ giả đến ký hiệp ước đi thương tuyền sửng sốt hồi lâu đột nhiên hiểu rõ ra bọn họ không vào thành chính là nói muốn ta ra ngoài bạc thở dài một hơi nói vâng nhưng nhưng là thương tuyền thanh âm biến thành dồn dập nhưng là ngoài thành đều là quân đội chu quốc bạc tiếp tục thở dài vâng như vậy sao được thương tuyền the thế kêu lên hiệp ước không thành ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn bạc than thở bọn họ chính là ý này lấy vạn quân uy hiếp ép ngươi ký điều kiện có lợi hơn với bọn họ. Quan trọng hơn là, ngươi bây giờ, không ký cũng không được. Không ký cũng được. Thương Lan đẩy cửa mà vào, cất cao giọng nói, ánh mắt hai người trong phòng cùng nhau nhìn sang hắn. Bà cau mày, hỏi. Chuyện tới trước mắt, ngươi còn có biện pháp gì tốt hơn sao? Thương Lan hơi mang khinh thường nhìn phụ thân mình một cái, lại dùng ánh mắt tôn kính nhìn chăm chú cửu phụ, trầm giọng nói chu quốc lần này xâm lấn là áp dụng thủ đoạn tập kích bất ngờ từ rừng rậm băng hỏa xuyên thẳng mà đến tránh được cứ điểm đại quân quốc gia ta trú đóng ở mỗi cửa ải nếu như chúng ta có thể kéo dài thời gian âm thầm liên hệ đại quân về phòng ngự nói không chừng còn có một đường sống thương quốc cùng chu quốc tuy là nước láng giềng nhưng giao thông qua lại cũng không tiện lợi phần lớn nguyên nhân trong này cũng vì rừng rậm băng hỏa theo như lời thương lan rừng rậm này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cho dù là thợ săn lão luyện nhất, cũng không thể bảo đảm ở trong thời gian ngắn đi xuyên qua. Lần này thương quốc sở dĩ đối xâm nhập của Chu Chích một kích không chịu được như thế, trong đó nguyên nhân rất lớn liền ở chỗ quá mức tự tin với khu rừng này mà ở ngoài khu rừng này, giữa hai nước thương Chu còn có một con đường quan trọng, hai bên đều chiếm một mặt, bày trạm kiểm soát trùng điệp, phái nhiều binh lính canh gác. Thương Lan lúc này nhắc tới, chính là nhóm quân đội này thương tuyền vừa nghe lời này lập tức hưng phấn lớn tiếng vỗ tay khen hay không sai không sai liền làm theo lời hoàng nhi chẳng biết tại sao vừa nghe đến phụ hoàng tán thành thương lan lập tức cảm thấy hy vọng thành công của việc này không lớn quả nhiên bạc lắc đầu nói ngươi nghĩ tới chu chích tự nhiên cũng nghĩ đến hắn đã sớm lặng lẽ phái một nhóm quân đội đóng ở ngoài sinh tử quan ranh giới hai nước chu thương ngay từ đầu trận chiến thủy vô nhai, chủ tướng lục đào ở sinh tử quan liền vội vã chạy tới chi viện, nhóm quân đội này thừa dịp trống rỗng đoạt sinh tử quan, trên đường phá đến bên này. Sau khi trận chiến thủy vô nhai thắng lợi, Chu Chích lập tức phân một nửa binh lực phản công về, hai nhóm quân đội giáp công, quân đội đóng ở mỗi cửa ải đã sớm bị đánh bại còn dư lại không bao nhiêu. Lúc phá thương đô, thương quốc, hắn nặng nề thở dài, thương lan nhướng mày, chất vấn lục đào là quốc cửu quốc gia ta khiến hắn đóng ở nơi trọng địa như vậy sao có thể tự tiện rời đi cương vị dẫn đến biên phòng trống rỗng bạc liếc thương tuyền một cái khẽ hừ một tiếng nói hắn vốn cũng không phải là tướng tài gì chỉ là có người tiến cử mới chức cao như thế vừa nghe đến thương đô gặp nạn hắn đương nhiên vội vã quay về giữ được gia sản đâu còn lo được nhiều như vậy hắn ở trên các chữ có người tiến cử người thoáng đè nặng âm đương nhiên là có ý chỉ thương lan vừa nghe hung hăng cắn chặt răng trừng mắt nhìn phụ thân mình lạnh lùng nói phàm đã như vậy phụ hoàng đành phải xin ngươi lấy ra chút tư thế cùng chu chích bàn thật tốt cố hết sức xoay chuyển nhiều hơn vài thứ thương tuyền nghe được lời bạc vừa mới nói biết đại thế đã mất đã sớm sợ đến run rẩy không ngừng lúc này nghe lời của con mình run giọng nói hiện tại bây giờ còn có biện pháp gì thương quốc đã toàn bộ rơi xuống chu. Chu vương dưới tay, còn có thể bàn ra cái gì? Hiện tại tướng địch còn không ở trước mắt, thương tuyền liền đã sợ đến không dám gọi thẳng tên, thương lan trong lòng một trận thất vọng, nhìn về phía bà. Á tướng nhìn hắn, nói. Việc đã đến nước này, chỉ xin thái tử điện hạ lập tức lên ngôi, tự mình đi cùng chu chích giao chiến một hồi, có lẽ. Hắn lời còn chưa nói hết, thương tuyền liền lập tức hét to lên như vậy sao được? Ta còn sống một ngày, thương quốc liền là của ta. Bạc lạnh lùng nói. Vậy thì chỉ thật quỷ khuất bệ hạ ở đây một thời gian. Hắn cùng thương lan liếc nhau, thương lan gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi cửa, đóng cửa, đem tiếng kêu của thương tuyền nhốt ở bên trong. Bạc dặn dò thị vệ cẩn thận trông coi, không cho thương tuyền đi ra một bước, thị vệ cung kính hành lễ, rút kiếm ra, chặt chẽ giữ ngoài cửa cậu cháu hai người sống vai đi trên hành lang trầm mặc một lúc lâu thương lan hỏi cửu phụ đại nhân ngày mai muốn đi với ta sao bạc lắc lắc đầu nói điện hạ sợ rằng không được lúc ngài không có ở đây cũng chỉ có ta có thể ổn định nơi này thương lan hiểu rõ gật đầu đứng vững bước chân nhìn thẳng bạc nói yên tâm đi ta sẽ không khiến ngài thất vọng bạc vui mừng nhìn hắn nhẹ giọng nói ta tin tưởng ngươi, thương lan bệ hạ. Tâm niệm của hắn hơi động, đột nhiên nói, điện hạ, ngươi ngày mai đi trước, ngược lại có thể thăm dò một chút chu chích. Thương lan không rõ, nghi hoặc nhìn lại hắn. Ánh mắt bạc chấp động, nhẹ giọng nói. Chu chích nắm giữ tuyệt đại đa số binh quyền chu quốc. Thương lan chợt hiểu ý hắn, trên lưng tức khắc vọt qua một trận lạnh lẽo. Thăm dò lòng trung thành của chu chích sao? Khiến hắn phản bội chủ thượng, vị minh quân trong truyền thuyết. Diễm đế, có. Khả năng này sao, thương lan xoay người, đỡ lan can hàng hiên, nhìn cây cỏ tươi tốt phía ngoài, trong nháy mắt, trong đầu lóe lên, là vị chủ tướng áo đỏ kia đỡ cán thương, mắt phượng hơi nhướng, hướng hắn ném đến ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng ngực hắn nóng lên. Ngày mai, liền phải cùng hắn giao thủ, ngày hôm sau, thương lan dậy sớm, đặc biệt dặn dò thị nữ chọn một bộ phục sức truyền thống của Phất Thủy tộc. Hoàng tộc thương quốc trang sức xanh như thu thủy bộc phát mái tóc đen như dệt cưỡi, mắt xanh như nước, mà một thân trường y kia lại khiến vóc dáng thon dài của hắn bộc phát thẳng tắp, khiến cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng không nhìn được hơi đỏ mặt. Thương Lan đối diện gương chiếu chiếu một cái, hài lòng cười một cái, cầm một quyển sách, tự nhiên nhìn, sắp xỉ đến thời gian, bạc sang đây xem hắn, trông thấy dáng vẻ hắn trấn định bình tĩnh, biểu cảm nguyên bản u ám rốt cuộc sáng suốt một chút. Sau khi hành lễ, hắn nhìn Thương Lan, than thở bệ hạ những thứ khác cũng không cần cùng ngài nói nhiều chỉ xin ngươi bất luận thế nào đều phải bảo trọng thân thể của mình thương quốc là không thể không có vương dị quan trong mắt thương lan hơi lóe lên gật đầu đứng lên đi về phía cửa đi tới cửa hắn đột nhiên dựng bước xoay người cười nói cửu phụ đại nhân thật ra ngài mới là cha ruột của ta đi sắc mặt bạc đại biến thương lan nhìn sắc mặt hắn lại là cười một cái sải bước đi ra ngoài, ở trong đầu hắn nghĩ đi nghĩ lại lời cuối cùng bạc nói với hắn hôm qua, đồng thời cũng hồi tưởng sự việc có liên quan Chu quốc trước đây từng nghe qua, các quốc gia bốn phương ít giao du, thương quốc lại là hoàng đế độc quyền, tin tức thương lan có thể nghe được thật sự rất ít. Nhưng dù sao cũng là trữ quân một nước, ít nhiều gì vẫn sẽ nghe được một chút tin đồn. Chu quốc ở Tây Nam Thương quốc, luôn luôn là diễm đế chủ nội, định vương trấn ngoại, hơn nữa từ 7 năm trước diễm đế đăng cơ, dường như liền tạo thành thế cục như vậy. Hai người bọn họ vốn là huynh đệ, bảy năm qua, định vương cực ít về đô, mà diễm đế cũng dường như không hạn chế gì hắn, dường như là vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Nếu muốn ly gián hai người kia, hẳn là không quá dễ dàng, lại nhớ tới thái độ không tín nhiệm khi đối xử tất cả thần tử của Phụ Hoàng, Thương Lan cười khổ, không nhịn được bắt đầu nghĩ đến diễm đế xa cách vạn dặm. Đem đại quyền giao cho người khác, cho dù người kia là huynh đệ của mình, hắn thật sự liền yên tâm như vậy sao, vừa nghĩ vừa đi, vô thức liền đã ra khỏi thành, thấy được quân doanh chu quân dường như muốn biểu dương thực lực chu quốc, sau trận chiến thủy vô nhai, chưa đến năm ngày phá thành, bên ngoài thành thanh lam liền lập lên một tòa nhà bằng gỗ. Binh doanh lều bạc đều dọc theo bên ngoài mà lập, liên miên vài dặm. Điều này tự nhiên cũng dựa vào chu quốc là hỏa quyến tộc, giỏi nắm giữ sức mạnh hỏa lực đặc thù nếu không khi phóng hỏa đốt, binh doanh đồ sộ này lập tức liền sẽ hóa sẽ một mảnh than cốc thương lan hành trang đơn giản, đi tới trước cổng lớn. Một tướng lĩnh tuổi trẻ toàn thân áo giáp dẫn một tiểu đội binh sĩ đứng ở ngoài cửa, đang đợi hắn đến. Nhìn ra xa, hắn tóc đen thật dài buộc ở đỉnh đầu, vóc dáng khéo léo, lại là một nữ nhân. Trong thấy thương lan ở phía trước, nàng tiến lên vài bước, cuối người hành lễ nói. Bệ hạ, mạc tướng áo giáp trong người, thứ cho không thể đa lễ. Chu vương điện hạ ở bên trong chờ ngươi, mời đi theo ta. Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười, trong mắt khí khái bộc phát, đối với thương quốc khách tuổi trẻ tới, vậy mà không chút vẻ kinh ngạc, thương lan ngựa cũng không dừng, trên cao nhìn xuống nói. Nghe tiếng trọng anh tướng quân đã lâu, hôm nay vừa thấy, thật là danh bất hư truyền. Chỉ là tuy rằng thương quốc binh bại, trẫm dù gì cũng là vua của một nước, chu chích chẳng qua là một thân vương, lại muốn trậm đích thân đi gặp hắn trọng anh mím môi cười một cái đúng mực nói điện hạ chỉ nghe nói quân chủ thương quốc là thương tuyền bệ hạ lan điện hạ thân là thái tử sợ rằng vẫn chưa lên ngôi đi thân vương điện hạ cũng là chu quốc vương trữ thân phận nhưng cũng không thua gì lan điện hạ thương lan nhìn nàng bỗng nhiên cười một cái dứt khoát xuống ngựa nói trọng anh tướng quân quả nhiên thật bản lĩnh như vậy liền phiền ngươi dẫn ta đi vào. Trọng anh sắc mặt như nước, cũng không một tia đắc thắng, vương tay dẫn thương lan đi vào. Thương lan nhìn bóng lưng của nàng, nhớ lại các tướng lĩnh nước mình, tiếc núi phát hiện vậy mà không có một người có thể so kịp vị nữ trung hào kiệt này, trong lòng không khỏi xe lạnh. Trong lòng hắn mơ hồ hiện lên bóng dáng đỏ ngày đó dựa thương độc lập dưới thành, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ. Nếu có thể sai khiến hiền thần lương tướng như vậy, lo gì việc lớn không thành diễm đế thật là có phúc hắn đi tới giữa đại sảnh đột nhiên sắc mặt trầm xuống hơi giận nói chuyện này là sao trên ghế rộng ngay phía trước đại sảnh không một bóng người chu chích vậy mà chậm trễ khách như vậy trên mặt trọng anh không chút vẻ kinh ngạc trấn định bình tĩnh đáp thân vương điện hạ rửa mặt chưa xong mời ngài chờ ở đây một hồi thương lan hừ lạnh một tiếng phất tay áo muốn đi trọng anh nhàn nhạt nói thân vương điện hạ đã nói hiệp ước không thành liền huyết tẩy thương đô, không chừa một móng. Thương Lan nghe được lời này, nhưng là giận dữ mà cười. Hắn dừng bước lại, xoay người nói. Chu Chích muốn làm như vậy, liền tùy hắn đi. Hiệp ước này, cũng không cần nói nữa. Hắn lại xoay người một cái, bước chân không ngừng đi ra ngoài, lại như là thật sự không đem chết sống của toàn thể thần dân thương đô để ở trong lòng. Lúc này, phía sau hắn truyền tới một giọng nói dịu dàng, khẽ cười nói lan điện hạ lửa giận thật lớn tại hạ chỉ là nói đùa cũng tưởng thật a à. chẳng biết tại sao vừa nghe đến thanh âm này tức giận của thương lan bỗng chốc tất cả đều tiêu mất hắn xoay người nhìn về phía đại sảnh chỉ thấy chủ tướng áo đỏ hôm qua lúc này mặc một bộ áo ngoài màu trắng một tay kéo tóc dài đỏ rực ướt đẫm hướng về bên này đi tới hắn vừa đi vừa buông tay ra tóc dài ướt nhẹp uốn lượn ở trên áo trắng nhùm ra một chút vết ướt tóc mai còn có vài giọt bọt nước từ trên tóc trượt xuống trượt vào bên trong áo hắn rơi vào cơ ngực màu đồng khỏe mạnh thương lan đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô chu chích cũng đã đi tới dẫn hắn ngồi vào trên ghế mỉm cười nói sau khi từ trên thành thoáng nhìn qua phong thái thái tử điện hạ tại hạ liền một mực ngưỡng mộ trong lòng hôm nay thật vất vả có cơ hội trò chuyện với nhau sao có thể bỗng dưng vứt bỏ như vậy biết rõ hắn nói chỉ là lời khách sáo trong lòng thương lan vẫn khẽ động ở trong thiên quân vạn mã hắn chú ý tới mình sao chu chích liếc hắn một cái mỉm cười tiếp tục nói hôm đó ở dưới thành lỡ tay giết chết lệnh để thanh uyên điện hạ cũng thật sự là khiến người ta tiếc nuối thương lan nghe hắn nhắc tới thanh uyên không nhịn được trong lòng đau xót tuy rằng thân là con cháu hoàng gia hắn cùng thanh uyên cũng không đặc biệt thân mật nhưng dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ sau khi xác nhận mình là đứa trẻ do huynh mùi loạn luân sinh ra thanh uyên với hắn mà nói dường như lại thêm một ý nghĩa khác nhưng là hắn ngẩng đầu có chút cứng rắn nói trên chiến trường đao kiếm vốn không có mắt thanh uyên chết dưới tay ngươi cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người hắn ngước mắt trông thấy ánh mắt dịu dàng của chu chích đột nhiên nghẹn ngào một chút không nói tiếp được nữa chu chích lại dường như không chú ý đến nhẹ nhàng vỗ tay một cái cười nói ta thật đúng là sơ suất khách quý lâm môn thậm chí ngay cả trà cũng không có thương lan biết hắn có ý đổi chủ đề trong lòng có chút cảm kích quay mặt đi đè xuống lệ ý tuôn trào trong mắt khóe mắt thoáng nhìn thị vệ đứng sau lưng hắn đột nhiên thầm rùng mình ngồi thẳng dậy hay cho chu chích từ sau khi hắn đi vào liền như có như không kéo tâm tình của hắn nếu là bắt đầu hội đàm như vậy còn chưa biết hội đàm ra kết quả gì hắn siết tay móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay mím chặt môi một chút biểu cảm yếu đuối vừa mới xuất hiện đột nhiên hoàn toàn biến mất chu chíp thờ ơi nhìn lúc này mỉm cười đột nhiên nói thái tử điện hạ ngài lần này đến đây là cầm lợi thế gì đến nói với ta không nghĩ tới hắn liền tiến vào chính đề nhanh như vậy thương lan kinh ngạc nhưng lập tức trấn tĩnh nói định vương điện hạ không lập tức công vào thương đô ngược lại đề xuất đàm phán chắc hẳn cũng biết đi chu chíp nhẹ nhàng từ một tiếng tự nhiên vào trên ghế rộng lớn khẽ cười nói. Nói nghe một chút. Tóc đỏ còn chưa khô theo động tác của hắn rơi vào trên ngực hắn, thương làng ánh mắt không nhìn được đuổi qua, nhưng lập tức lại như cảnh giác kéo lại, đứng dậy, lắc lắc y phục trên người, nói. Thương quốc cùng Chu quốc tuy rằng cách nhau rất gần, nhưng phong tục tập quán, đạo lý đối nhân xử thế tất cả đều khác cực lớn. Chu quốc cho dù có thể lấy bạo lực cưỡng ép đánh hạ thương quốc, cũng nhất định sẽ gặp phải nhân dân thương quốc kịch liệt phản kháng theo ta được biết hiện tại biên cảnh chu quốc cùng huyền quốc vẫn luôn không an bình sợ rằng không có biện pháp ném binh lực vào bên cạnh trong thời gian dài đi chu chích vui vẻ nhìn hắn hỏi như vậy thái tử Điện hạ cảm thấy làm sao so ra tốt hơn thương lan tính trước mọi việc nói thương quốc nguyện ý phụng chu quốc làm chủ quốc đúng hạn nộp thuế tiếng trống như vậy thế nào chu chích nhìn chăm chú thương lan khẽ gật đầu mỉm cười nói ta còn muốn thêm một cái nữa hắn cong ngón tay đưa ngón trỏ ra chỉ về phía thương lan thương quốc hoàng thái tử thương lan vào quốc gia ta làm chất tử cái gì thương lan lui ra phía sau một bước giật mình nhìn về phía chu chích trong lòng trăm mối ngổn ngang nhất thời cũng không biết nên mừng hay lo mãi đến trở lại trong cung mình hắn mới bừng tỉnh nhớ đến mình thế mà hoàn toàn quên mất lời bạc giao phó nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả